Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình hoạt động đã được thực hiện bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức, đảm bảo truyền tải đầy đủ và chính xác các quy định pháp luật mới nhất đến mọi tầng lớp nhân dân khi triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát các nội dung chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương, các quy định của tỉnh phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Các cơ quan thành viên của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh đã thực hiện trên toàn tỉnh. Đã thực hiện gần 2.200 đợt phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 280.000 lượt người tham dự. Tổ chức 17 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 3.800 lượt người tham dự cấp phát 348.000 tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Về công tác hòa giải cơ sở, 6 tháng đầu năm 2024, 1.100 tổ hòa giải trên toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 700 vụ việc, hòa giải thành công trên 530 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 70%. Đại diện các đơn vị thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã tham luận, trao đổi về công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở những thuận lợi khó khăn cần quan tâm tháo gỡ liên quan tới vấn đề kinh phí, cơ sở vật chất, công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở, bắt cập trong công tác phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể, v.v. Các tháng cuối năm 2024, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh xác định phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, theo đó, cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật đã ban hành, nhất là đối với các nghị quyết mới được Quốc hội khóa 15 thông qua. Phát huy tối đa vai trò của các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại tất cả các cấp, qua đó tạo bước đột phá trong việc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được giao.